Bạn có thực sự sống xanh? Rất nhiều người nói về sống xanh, nhưng bạn có từng suy nghĩ về những đồ nhựa mình thải ra môi trường, về số nước mình đã lãng phí? Mỗi giây chúng ta thải ra môi trường 160.000 túi nhựa xếp chồng lên nhau, nó sẽ cao hơn 8 mét và lãng phí tới 250.000 lít nước, đủ rộng cho 4 cái bể bơi. Ai cũng biết vấn đề, nhưng ai sẽ chấp nhận thay đổi? Chúng tôi có câu trả lời. 28 tháng 10 này, hãy tham gia sự kiện Green Horizon do Vietcetera tổ chức. Hãy sẵn sàng thay đổi cùng chúng tôi.